tơ Sài Gòn Tân Thời với chủ đề gương mặt thân quen bạn A sẽ được phép bắt đầu. Gặp gỡ với sự xuất hiện đầu tiên người đẹp Minh Hiếu Lầu Trúc Hạ. Chào đón đến với người chiếc đẹp mặt số ẩn ẩn. Con số gì ra, con số gì ra, con số gì lên là con số gì lên, con số gì kinh là con số gì kinh. Chào đón đến với lò heo cánh rừng bé ba. Chương trình đoàn sẽ được kính chúc tất cả quý vị một đêm cuối tuần nhiều sức khỏe và luôn luôn gặp nhiều may mắn. Và ngay từ bây giờ, chương trình ca nhạc của đoàn Sài Gòn Tân Thời bắt đầu. Mời tất cả quý vị khán giả mình nhanh chân có mặt ở sân khấu, chúng ta cùng lựa chọn cho mình một chỗ ngồi ổn định nha. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ có những quy tắc là kiểm tra lòng cầu và những con số. Và dòng loại đầu tiên, vòng loại mệnh giá là 20.000 đồng, cơ may sẽ được trao tay là một cái phiếu mua hàng giá trị của Cấp Mát. Và ngay từ bây giờ, quý vị nào đã kiểm lúc một loại nào, các nhà mình nhớ đầu tư liền một loại đó. Và tí xíu nữa đây chúng ta sẽ có rất là nhiều một loại giá trị mệnh giá nó cao hơn. Và tương đương với những mệnh giá đó, chúng ta sẽ có nhiều cơ may nhận qua những giá trị rất là cao. Và đặc biệt những phần quà đặc biệt thì chúng ta sẽ được đến với sự góp mặt của nhà tài trợ ẩm thực Trần Đà Nẵng, sẽ được luôn luôn đồng hành và tài trợ với những một loại cực kỳ đặc biệt như trên. Và ngay từ bây giờ như thường lệ thì quý vị sẽ mời một vị khán giả có mặt ở đây, chúng ta cùng nhau hỗ trợ đoàn bằng cách là chúng ta bước lên sân khấu để cùng nhau kiểm tra lòng cầu về những con số nha. Dạ rồi, em mời anh. Lâu lắm luôn rồi đó. Rồi bước lên đi à. Rất là lâu nha. Trời ơi, từ thời mà Rubik tới giờ bỏ đoàn 3 năm rồi đó. Bây giờ xin mời khán giả mình khoan bôi có gọi nha quý vị nha. Chúng ta khi mà đã mua vé xong rồi đó, chúng ta có thể là hướng mắt lên sân khấu cùng nhau mình kiểm tra lòng cầu về những con số. Và đặc biệt là 60 con banh được nằm trên ba cái dĩ ở bên kia là đại diện cho 60 con số được in trên tờ lá vé nha. Rồi bây giờ mình kiểm tra giúp quý vị nha. Số 1 nè, số 2, số 3, số 4. Quý vị ơi, mình xong rồi mình có thể là mình hướng mắt lên sân khấu, chúng ta cùng nhau kiểm tra nha. Lần lượt từ số 1 đến số 60. Và chúng ta đã có trực tiếp live stream của đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời cũng như là kênh Giải Trí Việt cũng như là Sài Gòn Daily cũng như là Mỹ Thuận đang quay trực tiếp với cái phần kiểm tra sổ số, do sự kiểm tra lòng cầu về những con số, để chúng ta sẽ có những cái khoảnh khắc là minh chứng cho một cái sự công bằng đến với mỗi một điểm diễn như thế này. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục vào bánh thứ hai, 21. Và trong thời gian Châu Pha đang hỗ trợ vị khán giả vừa lên sân khấu thì Quyền có đôi lời gửi đến tất cả quý vị mình với những tờ lá vé bên dưới. Đây là quý vị mình chịu khó nha. Ai đi sau đến một kiểm lúc một loại nào, khán giả mình giá đầu tư liền một loại đó. Và đặc biệt khi mà chúng ta mua vé đó, nhớ là quay lại mặt sau tặng vé của mình một lần nữa.
chúng ta ghi tên và kèm số điện thoại vẫn còn cơ may nhận qua hai cái bao lì xì, bằng cách là ghi tên và số điện thoại của mình ship càng nhỏ càng tốt. Một là gửi trực tiếp vào trong cái thùng này, còn hai là gửi tất cả chị em của Quyền Trang một vụ nhé ở bên dưới, để chúng ta sẽ đến cuối chương trình sẽ được gửi tên. Nếu như khán giả mình còn ở lại mà gửi tên của mình trúng thì chúng ta sẽ có cơ may nhận qua một bao lì xì của đoàn, trong đó có hai giải nha, và mỗi giải là một bao lì xì với trị giá là 500.000 đồng. Rồi, bây giờ chúng ta nhớ đầu tư liền tay nha. Sau khi mình tổng kết, mình kiểm tra xong banh và lồng cầu thì chúng ta sẽ được bắt đầu chuẩn bị dò số nha. Rồi, chúc Hạ xin một vé. Cho một vé đi. Dạ, 60, hợp lệ không ạ? Rồi, bây giờ mình tặng một vé nha. Mình dò liền dòng loại này, dòng loại đầu tiên nha. Và ngay từ bây giờ, vòng loại đầu tiên, Quyền sẽ được mến chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn. Cha với mẹ cái lừa mà xui da 33
đông trúng dùng biết người buộc chân đoạn hết nhiệm vụ mà mày tăng 55 55 con số gì đi xuống gì đây con hai gì đây hai gì đây hai gì đây hai gì đây quê mình giờ đây con sông xưa thuyền con suối đường là kéo kẹt dòng đưa gió lộ cái quảng hôn 24 24 24 24 24 24 24 số gì đây mấy gì đa số gì đây mấy Quyền hoặc là các bạn dò xuống và kiểm tra mà nó không có hộp đề thì khán giả mình xéo hoặc là bơ không có vội nha. Và để đảm bảo sự công bằng đối với tất cả quý vị, chúng ta cùng nhau kiểm tra và tiếp tục ủng hộ vòng loại mới, giá tiền vẫn là 20.000 đồng với những vòng loại khởi động đầu tiên. Và đêm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ giao lưu cùng với chủ đề là gương mặt thân quen bảng A của đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời, chắc chắn đem đến những tiết mục sẽ được làm bài đọc tất cả quý vị với cha nha. Tại là bé vòng loại đầu tiên màu xanh 1304 hộp đề, con số chúng ta điểm ra là con số 55 50.